Thưa quý vị, công trình đường quyện 173 liên quyện Châu Thành, Dòng Trơm, Ba Tri sau khi hoàn thành, phát sinh việc san lấp mặt bằng, xây dựng công trình tự phát của người dân, san lấp kênh dọc tuyến quốc lộ 57C và các mương trạch đã làm tắc nghẽn dòng chảy thoát nước tự nhiên, gây ngập nhà dân trong khu vực. Dự án đầu tư xây dựng công trình đường quyện 173 đoạn từ nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành đến tượng đài tiểu đoàn 516 liên quyện Châu Thành, Dòng Trơm, Ba Tri với mục tiêu từng bước hoàn thiện các tuyến đường giao thông huyết mạch của tỉnh, là cửa ngõ giao lưu đối ngoại thiết yếu của các huyện Châu Thành, Dòng Trơm, Ba Tri. Tuy nhiên, khi dự án hoàn thành đã phát sinh việc san lấp mặt bằng, xây dựng công trình tạo lối ra vào tự phát của người dân, xảy ra hiện tượng lấn chiếm và vi phạm phạm vi đã được bồi thường giải phóng mặt bằng. San lấp mất ta luy bảo vệ nền đường và phần đất bảo vệ công trình đường quyện 173. Đồng thời đó là việc san lấp kênh dọc tuyến quốc lộ 57C và các mương trạch đã làm tắc nghẽn dòng chảy thoát nước tự nhiên trong khu vực. Từ đầu mùa mưa đến nay, nhà anh Trần Hoàng Anh và ông Võ Thái Hồng lâm vào tình trạng ngập lụt. Ngập này lâu rồi, ngập này mấy tháng rồi. Mưa nhiều nó dột này hết ngập như vậy á. Giờ không ở không được, giờ phải dọn qua ở đỡ bên nhà của mẹ là chứ đâu ở đây được nữa. Trước kia khi chưa có làm cái lộ 173 thì nước tụi tôi hả có mưa là nó đã thoát hết, nhưng mà từ ngày làm lộ 173 nó không có được cái đường cống thoát, bây giờ nó ngập. Nó gây ô nhiễm môi trường rất là lớn. Ví dụ là mũi mồng hôi hám là người dân rất là bức xúc. Thì bây giờ yêu cầu là những cái nhà chức trách làm sao mà để khắc phục được cái hiện tượng ngập nước này thôi từ đây về sau. Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân xã An Hiệp, huyện Châu Thành đã tiến hành họp dân và bàn giải pháp để khắc phục tình trạng ngập úng cho các hộ dân. Bàn với nhân dân là cái phương án để đặt cái hệ thống đường thoát nước cặp theo cái 173 về cái hố xử lý nước thoát qua 173 để thoát em về kinh Bao Ngạn. Thì qua đó thì ủy ban xã cũng có nhờ nhân dân ở khu vực này để lên cái chức tính, nhưng mà số tiền đó thì khá cao, khoảng trên 80 triệu. Mà trong khu vực này thì có 7 hộ dân là cần cái đường thoát nước này. Thì trong đó thì những cái hộ mà gần với cái hệ thống thoát được á thì hộ đã chủ động được cái vấn đề đó. Còn lại chỉ có 2 hộ là ở xa và nằm ở giữa, cho nên là đấu nối vô cái hệ thống đó thì phải tốn rất là nhiều tiền, cho nên cái sự đóng góp mà 80 triệu thì bà con không có khả năng để đóng góp để tự thực hiện được. Để giải quyết tình trạng trời mưa gây ngập lụt nhà dân theo phản ánh, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông đã đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành chỉ đạo tổ chức thực hiện việc kiểm tra, xử lý các trường hợp xây dựng không phép, lấn chiếm và vi phạm mặt bằng đã được bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường quyện 173, khôi phục việc san lấp phạm vi khu vực đã giải phóng mặt bằng, khôi phục kênh dọc tuyến quốc lộ 57C và các mương rạch công cộng để tạo điều kiện thoát nước tự nhiên, khắc phục tình trạng ngập úng, đồng thời nghiên cứu quy hoạch đô thị, nếu cần thiết thì đề xuất chủ trương đầu tư hệ thống thoát nước dọc hai bên tuyến đường quyện 173 qua một dự án đầu tư khác.